Ta xem Tây Du Ký mấy năm nay rồi, mà giờ mới biết công dụng ở cây trượng này không chỉ là trưng mà còn làm gậy chống nữa. Ta thật sự thấy thương cho cây trượng. Biết là nó cứng nhưng mà ta vẫn sợ nó bị gãy mất. Mày có tin tao ném mày xuống không? One hour ago. Này xe tăng, tụi mình chơi trò này đi. Là trò gì? Ba người sẽ đánh tù tì với nhau, ai thua sẽ được vinh dự cõng ta đi một tiếng. Ngươi nghĩ mình là ai hả? Chẳng phải Phật tổ đã phân vai hết rồi sao? Ta chính là sư phụ của bọn mày. Kẻ yêu nhất đó là sư phụ của ta. Bạn nói thật lức cười. Sắp có đánh nhau rồi. Tao cá con khỉ 50 tỷ. Tao cũng muốn đặt cho con khỉ nữa. Tao đặt trước rồi. Mày ăn gian vừa thôi. Nhìn là biết thằng Đường Tăng không qua kiếp này rồi. Bọn mày không định bảo vệ tao à? Không hy vọng được bọn này rồi, mình tự lo vậy. Yeah! Thiên linh linh, địa linh linh, âm linh linh, tụng linh tinh, không biết đọc kinh. Áo ma Uchiha. Cái gì vậy? Xong. Con khỉ kia vừa bị dính ảo thuật rồi. Không biết là nó có nhìn thấy gì không ta? Ngươi là kẻ nào? Sao dám trói ta? Anh bạn à? Không. 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 Tránh xa ta ra. Hình như mình hơi nặng tay. Mà không sao, còn tận hai tên mà. Cuộc chiến bắt đầu. Có tổng cộng 3 hiệp, ai dẫn trước 2 hiệp sẽ là người chiến thắng. Không ngờ chúng ta lại tái đấu nhanh như vậy. Lần này sẽ không giống lần trước đâu. Chuẩn bị. Yo. 1-0 nghiêng về Dratling. Chuẩn bị hiệp 2. Khi nãy hắn ta ra búa, bình thường hắn phải ra búa một lần nữa để hack não đối thủ. Nhưng chắc chắn hắn biết là mình không ngu thế vậy, nên sẽ ra kéo để hack não lần hai. Mình sẽ ra búa để hack não lại hắn. Mình sẽ thắng. Hắn vừa ra kéo nên chắc chắn là sẽ dài khác. Nếu ra bào mình sẽ không thể thua được. Yo. Không. Ở đây có con sông nè. Hả? Nước? Ta thấy cứ như vậy không ổn tí nào. Hả? Cái gì dưới sông vậy? Xin chào, ta là rùa xe ôm. Wow, hiếm lắm đấy. À! Xin chào. Có vẻ các người đang đi đâu đó. Có cần ta chở nhờ không? Nè, ta nhớ con này là trùm cuối mà. Không không không. Con rùa mà ngươi đang nói đã bị đuổi khỏi công ty xe ôm lâu rồi. Hả? Rùa mà cũng có công ty sao? Không chỉ là công ty xe ôm bình thường, mà là công ty xe ôm lớn nhất điện ảnh. Ê, nhà ta có 2 con rùa. Khởi nghiệp thôi. Các người muốn đi đến đâu vậy? Đi xa lắm. Còn tiền bạc thì sao ta? Không thành vấn đề. Hả? Sao kịch bản này quen quen vậy? Nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi một câu. Khuôn mặt rất đẹp, hơn cả hot boy Hàn Quốc. Còn body thì... Như người mẫu luôn. Tôi cũng biết vậy mà. Nhưng tôi đâu có hỏi câu đó. Tôi muốn hỏi ông chở được mấy người. Thì ra là chuyện đó. Vì chuyện đó thì yên tâm, ta chở được tối đa 4 người. Chốt. Lên xe. Dậy đi bắt giới. Bọn mày đang làm gì vậy? Bọn tao đi xe ôm đó. Đợi mỗi mày thế. Lên xe nhanh đi. Ồ, khỏe khỏe. Ta nói chỉ có 4 người thôi mà. Thì 4 người. Tôi tưởng là đi
tố không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi cả cân nặng luôn. Thật tâm lý. Không sao cả, có mỗi 100kg thôi mà. Thua người nặng nhất thế giới tận 500kg. Là yêu quái sao? Lâu rồi mà có khách đi qua, bắt về cho đại ca thôi. Rõ. Để ta bảo vệ sư phụ, người lên đi. Không được, để ta. Hay là mình bảo vệ sư phụ, để thằng khỉ lên đi. Ồ, chí phải, chí phải. Mè đú bọn bầy. Đúng lúc lắm. Xong lên hết đây. Hơi mà Phật tổ ban cho ta kỹ năng niệm chú, buồn cái nó chỉ có tác dụng với con khỉ thôi. Hiểu ái mồ. Yeah, vậy là gì có chiếc nhận rồi. Còn tên nữa. Ta là gưu ma dương. Xin chào mọi người, mình là Sino. Và đây là chuyên mục trả lời câu hỏi cho series Tài Dục Ký Gen Z. Đầu tiên, đến với một câu hỏi mình cũng không nghĩ là bạn sẽ hỏi câu này. Đó chính là Phật có gì của Toman? Ê, logo Tokyo Revenger. Ông Phật là người tạo ra Toman à? Tokyo Manji, la 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 la. Thật sự là có rất nhiều bạn hỏi luôn ấy. Đâu đó cũng tầm khoảng 50 bạn vậy. Một số bạn thì đọc Phật thì chắc chắn biết là cái ký hiệu trên ngực Phật không phải là của Toman hay là của Phát Xích, mà đó là chữ vạn. Và câu hỏi tiếp theo là mình làm một hình bằng ứng dụng gì và như thế nào? Mình làm một hình trên ứng dụng Flickr Clip. Mình dùng khoảng FPS 15, có nghĩa là 15 bức hình thì được 1 giây. Bình thường mình vẽ khoảng 500 bức hình mỗi ngày, nên cứ tầm khoảng 2 tuần là sẽ có một tập. Mình mới lập kênh phụ để đăng lại những clip hướng dẫn làm một hình. Bạn nào quan tâm thì có thể qua theo dõi kênh này và tham gia group Sino và họa sĩ Vanna. Và mình cảm ơn cả một số bạn đã vẽ fanart về series này. Còn tập 3 thì mình nghĩ là khoảng 2 tuần sau sẽ có nhé. Bye bye.